Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trong nghiệp ứng kiếp khó tìm cầu, con đang nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện tỏ như lai nghiệp nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Kim Quang Minh Hợp Bộ quyển 2 phẩm 4 sám hối. Bây giờ Bồ Tát tính tướng ngay trong đêm ấy, mơ thấy chiếc trống vàng có hình dáng lớn đẹp, ánh sáng của trống ấy xoay trùng khắp ánh sáng mặt trời. Ở trong ánh sáng lại được thấy vô lượng chư biên các đức Phật Thế Tôn khắp mười phương ngồi trên tòa lưu ly với những cây báu để thuyết pháp cho vô lượng trăm ngàn quyến thuộc phai quanh. Thấy có một người giống như Bà La Môn chùm dùi đánh trống phát ra âm thanh lớn, âm thanh ấy dễ nói kệ tụng sám hối. Sau khi tỉnh giấc, Bồ Tát tỉnh tướng chứ tâm nhớ nghĩ kệ tụng sám hối đã nghe trong mơ. Sáng hôm sau, Bồ Tát ra khỏi thành Vương Xá. Bây giờ cũng có vô lượng vô biên trăm ngàn chúng sinh cùng với Bồ Tát đã đến chỗ đức Phật ở núi Kỳ Sa Quật. Đến chỗ Đức Phật rồi, Bồ Tát đảnh lễ dưới chân Đức Phật, nhìn quanh bên phải ba vòng, lui về ngồi một bên, cung kính chắp tay chiêm ngưỡng tôn giang rồi. Đem những điều ấy, đều thấy trống vàng và kệ sám hối trong giấc mơ ấy, bạch Đức Như Lai. Giấc mơ đêm trước hết lòng ghi nhớ, mơ thấy trống vàng sắc đẹp rực sáng, ánh sáng rất lớn hơn cả mặt trời, soi khắp mười phương hàng xa thế giới. Nhờ ánh sáng ấy, thấy các Như Lai ngồi tòa lưu ly dưới những cây báu, vô số đại chúng vây quanh nghe pháp, thấy Bà La Môn đang đánh trống vàng. Trong tiếng trống ấy nói kệ như vậy, phát ra diệu âm của trống vàng này có thể trừ diệt các khổ ba đời, khổ đau địa ngục, ngạ quỷ súc sinh, bần cùng khốn khó và khổ các cõi. Trống này phát ra âm thanh nhiệm màu trừ hết phiền não tất cả chúng sinh, chấm dứt sợ hãi, không còn lo âu, giống như chư Phật không hề sợ hãi. Chư Phật thánh nhân công đức đã thành, lìa khỏi sinh tử đến bờ đại trí. Chúng sinh như vậy đạt được công đức, định và trợ đạo giống như biển cả. Trống này phát ra diệu âm như vậy khiến chúng sinh được phạm âm sâu xa, chứng quả Bồ Đề, Bồ Đề thù thắng, chuyển pháp vô thượng, vi diệu thanh tịnh, tuổi thọ không lường, kiếp chẳng nghĩ bàn, và nói chánh pháp lợi ích chúng sinh, trừ hết phiền não, các khổ tiêu tan, các tham sân si đều khiến tịch diệt. Nếu có chúng sinh ở chốn địa ngục, lửa lớn bừng cháy, thiêu nướng thân ấy, đã nghe trống vàng, tiếng vang vi diệu, phát ra lời dạy, liền tìm lễ Phật, cũng khiến chúng sinh biết rõ đời trước, trăm đời ngàn đời, đến ngàn vạn ức, khiến tâm chánh niệm. Chư Phật Thế Tôn cũng nghe lời nói vô thượng vi diệu, diệu âm phát ra từ trong trống vàng, lại khiến chúng sinh được gặp chư Phật, sẽ lìa tất cả các loại nghiệp ác, khéo tu vô lượng hành nghiệp thanh tịnh. Chư thiên loài người hết thảy chúng sinh tùy theo suy nghĩ và những nguyện cầu, trống vàng như vậy vang lên âm thanh đều có thể biết thành tựu đầy đủ. Đã có chúng sinh bị đọa địa ngục, lửa mạnh hừng cháy tiêu đốt thân ấy, không ai đỡ đần các nạn chuyển vần, khiến những người đó đều diệt các khổ. Nếu có chúng sinh bị khổ hoành hành, đọa ba đường dữ vào trong loài người, như vậy trống vàng vang lên âm thanh có thể diệt hết tất cả các khổ. Người không chỗ nương, không ai cứu giúp, ta sẽ vì họ làm chỗ nương nhờ. Các đấng Thế Tôn nay sẽ chứng biết con lâu nay đã khởi tâm đại bi ở khắp mọi nơi mười phương chư Phật. Hiện tại Thế Hùng đấng lưỡng túc tôn, con vốn tạo tác nghiệp chẳng nghiệp ác chẳng lành, nay xin sám hối các đấng thập lực chẳng biết hồng ân. Thế Tôn cha mẹ chẳng rõ pháp lành, làm các điều ác, ỷ lại dòng họ của cải giàu sang, tuổi trẻ buông lung, làm các việc ác, lòng nghĩ chẳng lành, miệng tạo nghiệp ác, theo tâm tạo tác chẳng thấy lỗi lầm. Phạm phu ngu si, ngang che chẳng biết, gần gũi bạn ác, phiền não tán loạn, nhân duyên đâm dục, lòng sinh sân hận, chẳng biết nhàm chán, làm các điều ác, gần gũi phạm phu, bởi lòng ganh ghét, do duyên bần cùng, gian dối làm ác, lệ thuộc người khác, thường hay kinh sợ, chẳng được tự tài, tạo các việc ác, tham dục sân si, quấy nhiễu lòng họ, khát ái bức bách, làm mọi điều ác, nương nơi ăn mặc, và cả nữ sắc kết sự phiền não tạo các điều ác, thân biện ý ác, cho nhóm ba nghiệp những tội như vậy, nay xin sám hối, hoặc chẳng cung kính Phật pháp thánh tăng, các tội như vậy nay đều sám hối, hoặc chẳng cung kính chư giác Bồ Tát, tội lỗi như trên nay xin sám hối,
bởi do vô trí vì bán chánh pháp, chẳng biết cung kính cha mẹ tôn trưởng. Mọi tội như trơ nay sinh sám hối, mê hoặc che lấp kiêu mạn buông lung cho tham si sân tạo các điều ác. Mọi tội như trên nay đều sám hối, con nay cúng dường vô lượng vô biên hết thảy Đức Phật 3.000 thế giới. Con sẽ cứu giúp vô lượng chúng sinh chịu các khổ nạn khắp cả mười phương. Con sẽ an lập chẳng thể nghĩ bàn, A Tăng kỳ chúng khiến trụ mười địa. Những ai đã được trụ ở thập địa thì khiến đủ đầy chánh giác Như Lai. Vì một chúng sinh ức kiếp tu hành khiến vô lượng chúng vượt qua biển khổ, con sẽ vì khắp tất cả chúng sinh giảng pháp sám hối vi diệu sâu xa, gọi kinh Kim Quang diệt trừ các ác. Ngàn kiếp đã làm nghiệp ác nặng nề, nếu ai chỉ tâm một lần sám hối, như vậy mọi tội đều được diệt tan. Con nay đã nói về pháp sám hối, Kim Quang minh này thanh tịnh vi diệu mau chóng diệt trừ tất cả nghiệp chướng. Con sẽ an lập trụ ở thập địa 10 loại bảo trân dùng làm chân đi, thành Phật vô thượng ánh sáng công đức khiến các chúng sinh qua biển ba cõi tại pháp sâu xa của chư Như Lai chẳng thể nghĩ bàn. Vô lượng công đức như thí chủng trí nguyện đều đầy đủ, trăm ngàn thiền định giác đạo lập căn chẳng thể nghĩ bàn. Các đại la ni mười lục thế tôn, con sẽ thành tựu chư Phật thế tôn có từ bi lớn. Con sẽ chứng lòng thành nhận con sám hối, nếu con trăm kiếp tạo nên điều ác cho nhân viên đó sinh ra buồn khổ, thiếu thốn bần cùng, buồn rầu kinh sợ, sợ hãi nghiệp ác, tâm thường khiếp nhược, ở khắp mọi nơi không hề an lạc. Mười phương hiện tại Đại Bi Thế Tôn, đỡ hết sợ hãi cho khắp chúng sinh, xin nhận lời con thành tâm sám hối, khiến con sợ hãi đều được tiêu tan. Nghiệp ác vì não con đã tạo ra, nguyện sinh hiện tại chư Phật Thế Tôn, dùng nước Đại Bi khiến được thanh tịnh. Các ác quá khứ nay đều sám hối, tội lỗi hiện tại thành tâm phát lộ. Việc ác chưa làm chẳng dám làm nữa, nghiệp ác đã làm chẳng dám che giấu. Ba thứ nghiệp thân, nghiệp miệng có bốn cùng ba nghiệp ý, nay đều sám hối. Miệng thân tạo tác và cả ý nghĩ, mười nghiệp chẳng lành sám hối tất cả. Đưa sạch mười ác, tu hành mười thiện, thập trụ dừng yên, chứng được mười lực. Nghiệp ác tạo nên đáng chịu ác báo, nay trước Thế Tôn thành tâm sám hối. Nếu ở nước này, những thế giới khác, có pháp lành nào đều đem hồi hướng, con đã tu hành thân miệng ý thiện, nguyện ở đời sau được đạo vô thượng. Nếu tại thế gian xấu đường hiểm nạn, không trí ngu đần tạo các việc ác, nay trước Thế Tôn đều xin sám hối. Thế gian vốn có sinh tử hiểm nạn, đủ thứ dâm loạn phiền não ngu si, những nạn như trên con nay sám hối. Nạn tâm xem thường, nạn gần bạn ác, nạn hiểm ba cõi và nạn ba độc. Khó gặp không nạn, khó gặp lúc tốt, khó tu phước đức, gặp Phật cũng có. Những nạn như trên đều xin sám hối, con xin nương nhờ chư Phật Thế Tôn. Vậy nên nay con kính lễ biển Phật sáng rực sắc vàng như núi Tu Di. Vậy nên nay con đảnh lễ tối thắng, sắc ấy vô thượng giống như vàng rồng, tướng mắt thanh tịnh như lưu ly biếc, công đức uy nghi, danh xưng hiển hiện, đại bi của Phật, mặt trời diệt tối, trong lành không dơ, lệ nhẫn bụi ngăn, chư Phật vô thượng, mặt trời soi khắp, lửa phiền não rực khiến lòng nóng bừng, chỉ Phật trường được như trăng trong sáng, 32 tướng, 80 vẻ đẹp, trang nghiêm thân Phật, chiêm ngưỡng không chán, công đức lồng lộng, lưới sáng hiện bày, an trụ ba cõi, chiếu như mặt trời, như lưu ly trong sạch không tì vết, màu sắc lộng lẫy, chủng loại đều khác, sắc ấy đỏ hồng như mặt trời mọc, phê lê bạch ngân. Điểm tô lưới sáng đủ thứ như trên trang nghiêm Phật Nhật, biển cả tự sinh ở trong ba cõi sáng, sóng quét nước tràn, não loạn lòng con. Vị ấy khổ độc rất là thô nhám, lưới sáng Như Lai hay khiến khô hết, diệu thân đoan nghiêm tướng tốt đặc biệt, sắc vàng sáng rỡ chiếu khắp tất cả biển cả trí tuệ rộng đầy ba cõi. Vậy nên nay con cúi đầu kính lễ như nước biển cả rất khó biết được. Bụi trần đại địa chẳng thể kể hết, những núi Tu Di khó thể lường xét, bờ cõi hư không chẳng biết cũng chẳng biết được,
Cũng vậy Thế Tôn, công đức vô lượng đem tất cả tâm cũng không thể biết. Trong vô lượng kiếp, hết lòng suy nghĩ chẳng thể biết thông bờ công đức Phật. Núi cả đại địa còn có thể lường, giọt nước biển cả còn thể tính thông. Công đức chư Phật không ai biết được, tướng tốt nghiêm trang, khen ngợi danh xưng. Công đức như vậy khiến chúng đều được, con do nghiệp lành cùng các nhân duyên, đời sau chẳng lâu sẽ thành Phật đạo, tuyên giảng diệu pháp lợi ích chúng sinh, độ thoát tất cả các khổ không lường, trừ sạch các ma quyến thuộc của chúng, chuyển diệu pháp luân, vô thượng thanh tịnh, tuổi thọ không lường, kiếp chẳng nghĩ bàn, khiến chúng sinh đủ, vị pháp cam lộ, con sẽ đầy đủ sáu pháp ba la mật, giống như chư Phật quá khứ đã thành, đoạn các phiền não, trừ tất cả khổ. Diệt hết tham sân và các si mê, chúng con nhớ nghĩ đời trước của mình trong trăm ngàn kiếp, trăm ngàn ức đời, thường phải chí tâm, chánh niệm chư Phật, nghe giảng các pháp, vi diệu vô thượng, con nhờ nghiệp lành, thường gặp chư Phật, các ác lìa nhanh, tu các nghiệp thiện. Tất cả chúng sinh trong các thế giới, khổ não không lường, con sẽ diệt hết. Nếu có chúng sinh, các căn hư hoại, chẳng được hoàn toàn, đều khiến đầy đủ. Thế giới mười phương, bệnh tật khổ đau, thiếu thốn gầy mòn, không người cứu giúp, khiến giải thoát liền những khổ như vậy, thế lực hoàn toàn bình phục như cũ. Nếu phạm phép vua, sắp bị tử hình, sợ hãi không lường, ưu sầu khổ não, những người như trên đều được giải thoát, nếu chịu cùng không đánh đập giam cầm. Đủ thứ khốn cùng, bức bách thân thể, trăm ngàn vô số, kinh sợ lo buồn, đủ nỗi sợ hãi, nhiễu loạn tâm can, buồn lo khổ não. Vô lượng như vậy, nguyện khiến tất cả được giải thoát liền. Nếu có chúng sinh đói khát nhiễu phiền, khiến được mọi thứ đồ ăn uống ngon. Người mù được thấy, điếc nghe rõ ràng, người câm nói được, trần truồng được áo. Người nghèo cùng khốn liền được có báu, kho lẫm tràn đầy, thiếu thốn không còn, tất cả đều được hoan hỷ bình an, thậm chí không có một người chịu khổ, chúng sinh đều có nhan sắc tươi tắn, hình dáng đoan nghiêm, người ưa gặp gỡ, lòng luôn nghĩ đến việc thiện người khác, thực phẩm đầy đủ, công đức trọn vẹn theo ý chúng sinh, suy nghĩ mong muốn đều nguyện được thành, đủ thứ nhạc cụ, không hầu đàn tranh, cầm sắc trống thổi, đủ thứ như trên, âm thanh vi diệu, sông suối ao hồ và các dòng nước, có hai bằng vàng và hoa ưu bát, theo ý chúng sinh, nghĩ đến cầu sinh liền được đủ thứ, y phục thực phẩm, tiền tài trân bảo, lưu ly kim ngân, trân châu ngọc bích, anh lạc xen lẫn, nguyện cho chúng sinh chẳng nghe tiếng ác, thậm chí không hề thấy được điều ác, nguyện cho chúng sinh sắc mạo đẹp xinh, tất cả đều cùng tương yêu lẫn nhau, đôi chung sinh sống ở khắp thế gian, tùy họ mong ước khiến được đầy đủ. Nguyện cho chúng sinh những việc mong cầu mà họ cần đến, theo niệm được liền. Cây cối hoa hương thường theo thời tiết, mưa xuống hương bột và hương xoa thân, chúng sinh nhận được vui mừng vô cùng. Nguyện cho chúng sinh thường được cúng dường, mười phương chư Phật nhiều chẳng nghĩ bàn. Diệu pháp vô thượng sạch trong không nhơ, và những Bồ Tát đại chúng thanh văn, nguyện cho chúng sinh thường được lìa khỏi tám nạn ba ác, gặp chỗ không nạn, kính hầu Thế Tôn, đấng vua vô thượng, nguyện cho chúng sinh sinh nhà giàu sang, có báu nhiều thêm, yên ổn giàu vui, tướng mạo đẹp đẽ, trang nghiêm thân ấy, công đức viên thành, có danh xưng lớn, nguyện cho nữ nhân đều thành nam tử, đầy đủ trí tuệ, tinh tấn chẳng lùi, tất cả đều tu theo đạo Bồ Tát, siêng năng tu hành sáu pháp ba la mật, thường thấy mười phương chư Phật không lường, ngồi dưới cây báu trên tòa lưu ly, an trụ thiền định tự tại an lạc, diễn nói chánh pháp mọi người thích nghe. Nghiệp ác đã tạo hiện tại của con và đời quá khứ, tai nạn nguy hiểm đáng bị quả, nhưng chẳng vừa lòng, nguyện xin diệt hết. Không còn mảy may nếu các chúng sinh ba cõi buộc ràng màn lưới sinh tử dân cấp các chắc bền. Nguyện dùng giáo trí các đức phá tan, trừ các khổ não sớm thành Bồ Đề. Nếu chim phù này và nhiều phương khác, vô lượng thế giới có chúng sinh nào đã làm vô số công đức tốt lành, cho con hết lòng hoan hỷ theo họ. Do việc này con tùy hỷ công đức.
việc làm nghiệp lành của thân miệng ý, nguyện ở đời sau thành đạo vô thượng, thanh tịnh không nhơ và báo các tường. Nó có kính lễ khen đấng thập lực, lòng tin thanh tịnh không còn lưới nghi, làm theo như trên nói lời sám hối, liền được thoát hẳn tội sống nguy kiếp. Các thiện nam tử và thiện nữ nào, các vua Sát Lợi và Bà La Môn, nó có cung kính khen ngợi Thế Tôn, chắp tay hướng Phật và khen kệ này, dù ở nơi nào cũng biết đời trước. Đầy đủ các căn thanh tịnh đoan nghiêm, vô lượng công đức đều được diễn thành, bất cứ nơi đâu cũng làm quốc vương. Tề tướng đại thần tại đều cung kính, chẳng phải ở chỗ một năm mười Phật gieo trồng công đức. Nghe pháp sám hối mà ở không lường, trăm ngàn vạn ức chỗ Phật Thế Tôn gieo trồng thiện căn, sao mới được nghe pháp sám hối này. Phẩm năm nghiệp chướng diệt. Bây giờ Đức Thế Tôn khi phân biệt chân chánh để nhập vào pháp sâu xa hiếm có gọi là thiền, từ lỗ chân long phóng ra đủ loại ánh sáng, vô lượng trăm ngàn màu sắc đều từ thân phát ra. Bên trong ánh sáng này, tất cả cõi nước của chư Phật đều hiện ra, dùng số các sông hàng khắp mười phương mà thí dụ suy tính cũng chẳng thể biết được. Đại ác năm trượt cũng được ánh sáng này chiếu đến. Những chúng sinh ở các cõi đó đã làm 10 điều ác, gây ra 5 tội vô gián, cho bai tam bảo, bất hiếu với cha mẹ Sa Môn Bà La Môn, xem thường bậc tôn trưởng, đáng đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Nhưng tất cả đều nhờ ánh sáng này chiếu đến chỗ họ ở. Những chúng sinh đó thấy ánh sáng ấy rồi liền được an lạc, nhờ uy lực của ánh sáng nên các chúng sinh trở nên đoan nghiêm, đẹp đẽ, sắc tướng đầy đủ, phước đức trang nghiêm đều được gần gũi các đức Phật Thế Tôn. Lúc đó đại chúng cùng Thiên Đế Thích và nữ thần Song Hằng đều đến chúng hội, luôn ngồi một bên. Khi ấy Thiên Đế Thích đương thần lực của Đức Phật liền đứng dậy, xé áo bày vai phải, với phải quỳ xuống đất chắp tay hướng về Đức Phật bạch: Bạch Thế Tôn, làm thế nào để thiện nam thiện nữ nguyện cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, tu hành đại thừa, có giúp tất cả chúng sinh những nghiệp chướng đó làm sao sám hối để được giải thoát? Đức Phật nói: hay thầy, này thì nam, ông nay tu hành bốn vị vô lượng vô số vô biên chúng sinh, khiến cho họ được thanh tịnh giải thoát an lạc, thương xót khắp thế gian. Này thì nam, tất cả chúng sinh, việc nghiệp chướng nên rơi vào nhiều tội lỗi, cần phải ngày đêm sáu thời, mặc áo bày vai phải, cúi phải quỳ xuống đất chắp tay cung kính, một lòng một ý. Tự mình xuống lên, thành kính đảnh lễ tất cả chư Phật Thế Tôn, hiện tại mười phương thế giới đã chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chuyển pháp luân, chiếu soi pháp luân, hộ trì pháp luân, rơi xuống mưa pháp lớn, đánh lên trống đại pháp, thổi loa đại pháp, phát ra âm thanh vi diệu, dựng đại pháp tràng, thắp đuốc đại pháp, chỉ muốn lợi ích an lạc cho tất cả chúng sinh thực hành pháp thí, khuya nhủ dẫn giác gánh vác tất cả chúng sinh, vì khiến cho vô lượng vô số chúng sinh được thanh tịnh, được an lạc, vì khiến cho đại chúng được quả báo lớn, chỉ muốn chư thiên loài người được thanh tịnh. Đức Thế Tôn như vậy nên con lễ bái cung kính, dùng thân biệt ý đảnh lễ quy y chân thành. Các Đức Thế Tôn dùng tuệ chân thật, dùng nhãn chân thật, chân đắc chân thật, bình đẳng chân thật, biết hết, tái hết nghiệp thiện ác của tất cả chúng sinh. Con từ vô thủy theo dòng sinh tử cùng tất cả chúng sinh đã tạo nghiệp chướng, bị sự ràng buộc của tham sân si. Khi chưa biết Phật, khi chưa biết Pháp, khi chưa biết Tăng thì chưa biết thiện ác. Vì thân bị ý tạo vô lượng tội, do lòng ác nên làm thân Phật chảy máu cho ba chánh Pháp, phá hợp Tăng, giết hại A-la-hán, giết hại cha mẹ. Từ làm mười Pháp bất thiện rồi, dạng người khác làm, thấy người khác làm, tùy hỷ. Thân có ba, miệng bốn, ý ba, nghiệp đối với các chúng sinh, nghe ngược phát sinh, sợ giả bay, cơn đông lừa dối, lấy giả làm chân, đem đồ ăn uống bất tịnh cho chúng sinh đối với cha mẹ trong sáu đường sinh tử, thì xúc phạm làm hại đối với vật dụng của chùa tác, vật dụng của thường trụ tăng, vật dụng của bốn phương tăng, thì sinh tâm trộm cắp cướp đoạt. Tự do sử dụng đối với lời dạy của Đức Phật để bảo vệ pháp luật thì thường tạo ra những lỗi lầm, học tập sằng bậy, không theo lời sư trưởng dạy bảo. Thánh người thực hành pháp thanh văn, người thực hành pháp duyên giác, người thực hành pháp đại thừa thì ưa mắng giết, khiến cho những người tu hành ấy thoái lui sầu hận. Thì có người hơn mình liền ôm lòng khinh ghét, chướng ngại đối với pháp thí, tài thí, bị vô minh che phủ, tà kiến nghi hoặc, khiến ác tăng trưởng đối với chư Phật thì nói lời ác,
pháp nói phi pháp nói là pháp. Những tội như vậy chánh chư Phật bằng tuệ chân thật, nhãn chân thật, giác đắc chân thật, bình đẳng chân thật nên thấy biết hết, thấy hết biết hết, cung kính đối trước chư Phật đều xin phát lùa sám hối, chẳng dám che giấu. Tội chưa làm chẳng dám làm nữa, tội đã làm nay đừng sám hối, nghiệp chướng đã tạo đáng bị đọa vào đường ác như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula. Xin chỗ 12 nạn nguyện sinh nghiệp chướng của con trong đời này đều diệt trừ hết, chẳng thọ nhận ở đời vị lai, giống như việc tu hành đạo Tam Bồ Đề của những đại Bồ Tát đời quá khứ mà tất cả nghiệp chướng đều đã sám hối. Như hôm nay con cũng sám hối nghiệp chướng đều phát lộ ra, chẳng dám che giấu, tôi đã làm nguyện được tiêu trừ ác đời sau, chẳng dám làm nữa. Cũng như các Bồ Tát đời vị lai tu hành bậc Tam Bồ Đề, tất cả nghiệp chướng đều đã sám hối. Như hôm nay con cũng sám hối nghiệp chướng đều phát lộ ra, chẳng dám che giấu, tôi đã làm nguyện được trừ diệt ác đời sau, chẳng dám làm nữa. Cũng như những đại Bồ Tát của thế giới mười phương hiện tại tu hành Tam Bồ Đề, tất cả nghiệp chướng đều đã sám hối. Như nghiệp chướng hôm nay con đều phát lộ ra và xin sám hối, chẳng dám che giấu, tôi đã làm nguyện được trừ diệt ác đời sau, chẳng dám làm nữa. Cũng như những đại Bồ Tát ba đời quá khứ vị lai hiện tại nghiệp chướng như vậy đều xin sám hối, con cũng như vậy, tất cả nghiệp chướng nay con cũng xin sám hối, đều phát lộ ra, chẳng dám che giấu, tôi đã làm nguyện được trừ diệt ác đời sau, chẳng dám làm nữa. Vậy nên thì nam, nếu có tội lỗi trong một sát na chẳng được che giấu, huống chi là một ngày một đêm này thì nam, nếu có người phạm tội mà nguyện được thanh tịnh, ôm lòng hổ thẹn, tin vào đời vị lai nhất định có quả báo, nên rất sợ hãi, bởi vậy nó cố gắng tu hành. Ví như nam nữ như lửa cháy đầu, như lửa cháy y phục phải mau dập tắt, nếu lửa nếu chẳng tắt lòng chẳng được yên. Thì năm này nếu đã phạm tội thì cũng là như vậy, liền sinh sám hối, khiến cho tội diệt trừ. Đối với tất cả pháp muốn cầu sự thanh tịnh, không có các chướng ngại nên như vậy mà sám hối, tội sau này chẳng dám làm nữa. Nếu muốn sinh vào nhà giàu sang vàng bạc, tháp cao qua lẫm đầy ấp ấp thì phát khởi hạnh đại thừa, cũng đã sám hối, diệt trừ nghiệp chướng. Nếu muốn sinh vào gia đình bà la môn giàu sang đầy đủ bảy báu thì cũng nên sám hối, diệt trừ nghiệp chướng. Nếu muốn sinh vào gia đình sẽ đế lợi cao quý và chuyển luân thánh dương, cũng nên sám hối, diệt trừ nghiệp chướng. Nếu muốn sinh lên trời tối tiên vương, cũng nên sám hối, diệt trừ nghiệp chướng. Nếu muốn sinh lên trời thứ 33, trời Dạ Ma, trời Đấu Xuất Đà, trời Hóa Lạc, trời Thâu Hóa Tự Tại, cũng nên sám hối, diệt trừ nghiệp chướng. Nếu muốn sinh lên trời phạm phụ, phạm tình, đại phạm, cũng nên sám hối, diệt trừ nghiệp chướng. Nếu muốn sinh lên trời thiểu quan, vô lượng quan, tình quan, cũng nên sám hối, diệt trừ nghiệp chướng. Nếu muốn sinh lên trời tiểu dục, vô lượng tịnh, biến tịnh, cũng nên sám hối, diệt trừ nghiệp chướng. Nếu muốn sinh lên trời vô dục, trời vô nhật, trời thiện kiến, trời Akanisat, cũng nên sám hối, diệt trừ nghiệp chướng. Nếu muốn cầu quả Tu Đà Hoàn, quả Tu Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, cũng nên sám hối, diệt trừ nghiệp chướng. Nếu muốn nguyện cầu ba minh sáu thông, Bồ Đề Tự Tại, Thanh Văn Lực Cứu Cánh, Thanh Văn Đại Tự Tại, với chư Phật Bồ Đề Tự Tại địa, cũng nên sám hối, diệt trừ nghiệp chướng. Nếu muốn nguyện cầu trí nhất thiết trí, tình trí, bất tư nghị trí, bất động trí, vô thượng chánh đẳng chánh giác, chánh biến trí, cũng nên sám hối, diệt trừ nghiệp chướng. Vì sao? Này thiện nam, vì tất cả các pháp đều từ nhân duyên sinh. Như Lai đã nói, tướng các sinh, tướng các diệt cho nhân duyên các vậy. Đó là các pháp quá khứ đã diệt, đã hết, đã chuyển, như vậy nghiệp chướng không còn sót lại nữa. Các hành pháp đó chưa được hiện bày khiến được sinh khởi, nghiệp chướng vị lai đã chẳng khởi lên nữa. Vì sao này thì nam, vì tất cả pháp rộng không, Như Lai đã nói, cũng không chúng sinh, cũng không thọ giả, cũng không nhân giả, cũng không nhân ngã, cũng không sinh diệt, cũng không hành pháp. Này thì nam, tất cả các pháp đều nương vào căn bản. Căn bản này cũng chẳng thể nói, vì sao diệu diệu hơn tất cả tướng. Nếu có thiện nam thiện nữ thể nhập vào chân lý như vậy, sanh ra tính kính gọi là không chúng sinh mà có cội gốc. Do nghĩa này nên nói đến sám hối, diệt trừ nghiệp chướng. Này thì nam, có bốn pháp thành tựu để thiện nam thiện nữ diệt trừ nghiệp chướng, được mãi mãi thanh tịnh. Những gì là bốn? Một, thành tựu tâm chân chánh. Hai, nghĩ đến nghĩa lý kinh điển sâu xa chẳng hề chê bai. Ba, đối với Bồ Tát mới phát tâm khởi lên tâm nhất thiết trí. Bốn, đối với tất cả chúng sinh khởi lên lòng từ vô lượng. Nếu có thể thành tựu bốn pháp như vậy mà sám hối thì nghiệp chướng được vĩnh viễn tiêu diệt.
Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ, chuyên tâm giữa ba nghiệp, chẳng cho kênh sâu xa, tạo tâm nhất thiết trí, nghiệp chướng sạch từ tâm. Này thì nam, là có bốn nghiệp chướng rất lớn, khó có thể thanh tịnh những gì là bốn. Một, đối với luật nghiêm của Bồ Tát, phạm tội ác rất nặng. Hai, đối với 12 bộ kinh Đại Thừa, sinh tâm chia bai. Ba, trong tự thân, chẳng thể tăng trưởng tất cả thiện căn. Bốn, tâm tham trước các cõi. Là có bốn pháp đối trị diệt trừ nghiệp chướng, những gì là bốn. Một, đối với tất cả các Đức Như Lai trong các thế giới khắp mười phương, chí tâm gần gũi sám hối tất cả tội. Hai, vì tất cả chúng sinh trong mười phương mà thỉnh cầu các Đức Phật nói các pháp vi diệu. Ba, tùy công đức thành tựu của tất cả chúng sinh trong mười phương. Bốn, dùng tất cả công đức căn lành sẵn có của mình đều hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi đó Thiên Đế Thích bạch Bạch Thế Tôn, vì sao đối với hành Đại Thừa mà thiền nam thiền nữ có người thực hành có người chẳng thực hành, làm sao để tùy hỷ được công đức thiện căn của tất cả chúng sinh? Đức Phật nói: Này thiền nam, nếu có thiện nam thiện nữ ngày đêm sáu thời mặc áo bày vai phải, cuối phải quỳ xuống đất chắp tay cung kính, một lòng một ý từ xuống lên, tất cả chúng sinh trong thế giới khắp các phương tu bố thí, tu giới, tu định, thì con nay đều tùy hỷ. Do sự tùy hỷ như trước nên bậc tối thắng, khả ái, vô thượng, vô đẳng đều tùy hỷ. Như vậy thiện căn tạo ra ở quá khứ và vị lai đều tùy hỷ. Trong đời hiện tại, công đức phát tâm Bồ Đề của Bồ Tát Sơ Phát Tâm do nhóm công đức rộng lớn tu hành hạnh Bồ Tát hơn trăm đại kiếp, được vô sinh pháp nhẫn, được bất thoái địa cho nhóm công đức được nhất sinh bổ xứ. Dùng tất cả công đức như vậy để tùy hỷ khen ngợi, giống như trên đã nói, công đức của tất cả Bồ Tát quá khứ, vị lai đều tùy hỷ khen ngợi cũng là như vậy. Hiện tại tất cả chư Phật Như Lai ứng cố chí biến trì trong các thế giới khắp mười phương đã đủ đạo tâm Bồ Đề, vì độ tất cả chúng sinh chuyển pháp luân vô thượng, thực hành pháp thế vô ngại, thắp đuốc đại pháp, đánh lên trống đại pháp, tỏ ra đại pháp, phát ra âm thanh vi diệu, dựng cờ đại pháp. Tất cả chúng sinh đều nhờ ân pháp thế đều được mãn nguyện, giáo hóa chúng sinh khiến cho họ tin nhận, vì muốn an lạc cho tất cả chúng sinh, thương xót tất cả chúng sinh, tất cả hàng trời người đều được an lạc. Căn lành công đức của hàng thanh văn bất chư Phật Bồ Tát đều đã tu tập thành tựu. Nếu có chúng sinh chưa đủ các công đức như vậy đều thì đều khiến cho họ đầy đủ. Con đều tùy ý khen ngợi tất cả nói như vậy, cũng như các công đức của chư Phật Bồ Tát và chúng thanh văn trong ba đời, con đều tùy ý khen ngợi tất cả. Đúng vậy, này thì nam, tùy cho nhóm vô lượng của số công đức. Vì như tất cả chúng sinh nhiều như số các sông hàng trong tam thiên đại thiên thế giới đều thành a la hán, diệt tất cả các lậu hoặc, có thiện nam thiện nữ trọn đời dùng bốn loại vật dụng như y phục, thực phẩm, giường nằm, thuốc men để cúng dường, từ công đức như vậy chẳng sánh kịp công đức của người tu pháp tùy hỷ. Vì sao? Vì công đức trước có số có hạn lượng, chẳng thể bao gồm tất cả các công đức. Còn công đức tùy hỷ này không có hạn lượng, có thể bao trùm tất cả công đức của ba đời. Về nơi này thiện nam, nếu có thiện nam thiện nữ muốn tăng trưởng thiện căn của mình thì nên tùy hỷ người tu công đức như vậy. Nếu có nữ nhân muốn chuyển nữ làm nam thì nên tùy hỷ người tu công đức như vậy. Lúc đó trời đã thích bạch Bạch Thế Tôn, nguyện sẽ thích sinh Thế Tôn, do con dạ nói lại công đức tỉnh cầu. Do con muốn khiến cho Bồ Tát ở vị lai được ánh sáng lớn, do Bồ Tát hiện tại phát nguyện tu hành. Đức Phật bảo: Này thiện nam, nếu có thiện nam thiện nữ cầu nguyện đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì nên tu hành đạo Đại Thừa Thanh Văn Chuyên Giác. Chúng sinh nào chưa được tu hành thì ngày đêm sáu thời mặc áo bày vai phải, quỳ gối phải xuống đất, chắp tay cung kính, một lòng một ý tự xuống lên, đảnh lễ tất cả chư Phật Thế Tôn khắp mười phương hiện đã chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, có thể chuyển pháp luân vô thượng. Còn hôm nay đều đảnh lễ kính thỉnh chư Phật chuyển pháp luân vô thượng, thắp đèn đại pháp, giữ gìn đạo lý của pháp, bố thí pháp vô ngại, thắp đuốc đại pháp, đối xuống mưa đại pháp, đến trống đại pháp, tổ loa đại pháp, phát ra âm thanh phi diệu, dựng cờ đại pháp, vì độ tất cả chúng sinh đều nói như trên cho đến trời người để được an lạc. Lại nữa, này thiện nam, nó có thiện nam thiện nữ muốn đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác thì nên tu hành Đại Thừa Thanh Văn Chuyên Giác.
Trong số ấy có người chưa tu hành thì ngày đêm sáu thời mặc áo bày vai phải, cúi phải quỳ xuống đất, chắp tay cung kính, một lòng một ý tự nói lên: Lệnh lệ tất cả chư Phật Thế Tôn trong mười phương thế giới muốn bỏ ứng thân vào Niết Bàn. Hôm nay con cúi tỉnh chư Phật đường nhập Niết Bàn, đủ lâu ở đời để độ thoát, đem an lạc cho tất cả chúng sinh. Như đã nói, ở trước cho đến trời người đều được an lạc. Nếu con đem công đức thiện căn tịnh cầu này đối hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng như công đức của các vị đại bồ tát quá khứ, vị lai và hiện tại đều hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, con cũng như vậy, tất cả công đức thỉnh cầu của con đều hồi hướng hết về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này thì nam, giả dụ như có thiện nam thiện nữ dùng bảy báu chứa đầy trong tam thiên đại thiên thế giới để cúng dường Như Lai, nếu lại có thiện nam thiện nữ kính thỉnh Như Lai chuyển đại pháp luân theo công đức thỉnh cầu này hơn phước kia, vì sao? Vì căn lành ở trên là tài thế, còn công đức kính thỉnh là pháp thế. Này thì nam, giả sử bảy báu chứa đầy trong tam thiên đại thế giới nhiều như số các sông Hằng, nếu có thiện nam thiện nữ dùng bảy báu đầy khắp các thế giới nhiều như số các sông Hằng đó mà cúng dường tất cả các đức như đức Phật, nếu lại có thiện nam thiện nữ kính thỉnh Như Lai chuyển đại pháp luân thì phước này hơn phước kia, vì sao? Vì pháp thế ấy có năm việc. Những gì là năm? Một, pháp thí thì người và ta đều được lợi ích, còn tài thí chẳng vậy. Hai, pháp thí có thể khiến cho chúng sinh ra khỏi ba cõi, còn tài thí thì chẳng ra khỏi dục giới. Ba, pháp thí thì lợi ích cho pháp thân, còn tài thí thì tăng trưởng sắc thân. Bốn, pháp thí thì tăng trưởng đến vô tận, còn tài thí thì cũng có lúc bị cạn kiệt. Năm, pháp thí có thể đoạn trừ vô minh, còn tài thí thì chế ngự được lòng tham. Về nơi này thì nam, công đức thỉnh cầu vô lượng vô số, khó có thể ví dụ. Như xưa, như tuổi xưa, khi ta tu hành Bồ Tát đã kính tỉnh các đức Thế Tôn chuyển đại pháp luân như trước, do căn lành này nên tất cả Đế Thích và Đại Phạm Vương kính tỉnh ta chuyển đại pháp luân, Thế Tôn thỉnh chuyển pháp luân về độ thoát và đem an lạc cho tất cả chúng sinh và hàng trời người. Tuổi xưa khi ta tu hành Bồ Đề đã thỉnh cầu Như Lai ở đời lâu dài được nhập Niết Bàn, nương vào công đức này nên ta được mười lực, bốn vô sở ý, bốn vô ngại biện, đại từ đại bi, được vô lượng vô số pháp bất cộng, ta đã vào vô giới Niết Bàn và chánh pháp của ta trụ ở đời lâu dài. Pháp thân của ta thì thanh tịnh không gì sánh bằng, giới vô số tướng mạo, vô lượng trí tuệ, vô lượng tự tại, vô lượng phước đức khó có thể nghĩ bàn. Tất cả chúng sinh nhờ thấm nhuần tâm từ sâu xa trong trăm ngàn vạn ức kiếp nói chẳng thể hết. Cho nên pháp thân có thể bao trùm kho tàng tất cả pháp, mà tất cả pháp chẳng thể bao trùm kho tàng pháp thân. Pháp thân thường trụ chẳng rơi vào thường kiến, tuy lại đoạn diệt nhưng chẳng rơi vào đoạn kiến, mà phá tan vô số kiến chấp của tất cả chúng sinh, có thể sinh ra tất cả chủng loại nhận thức chân chánh, có thể cởi bỏ sự trói buộc của tất cả chúng sinh, có thể gieo trồng những cội rễ thiện của tất cả chúng sinh, có thể thành tựu căn lành của tất cả chúng sinh. Người đã thành tựu thì có thể khiến cho được giải thoát, không tạo tác, không lay động, vô vi tịch tịnh, an lạc tự tại, xa ly ồn náo, vượt khỏi ba đời có thể thấy ba đời, vượt khỏi cảnh giới của tinh thần duyên giác, là sự tu hành của đại địa Bồ Tát. Tất cả Như Lai đều không khác bản thể. Nhờ năng lực thiện căn công đức tỉnh cầu nên hôm nay ta đã được pháp thân như vậy. Về nơi này thì nam, nếu có thiện nam thiện nữ vì chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác mà dùng một câu một kệ để thọ trì khuyên bảo về vì người giả nói, thì thiện các công đức khó có thể hạn lượng, huống nữa là kính tịnh Như Lai chuyển đại pháp luân trụ thế lâu dài cho vào Niết Bàn, lúc đó trở lại thích bạch. Và Thế Tôn, vì sao thiện nam thiện nữ muốn đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác mà tu hành đạo đại thừa thanh văn chuyên giác, có chúng sinh chưa được tu hành thiện căn công đức thì làm sao đem hồi hướng đến nhất trí nhất thiết trí? Đức Phật dạy, này thiện nam thiện nữ nào muốn cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì tu hành đạo đại thừa thanh văn chuyên giác, có chúng sinh chưa được tu hành thì trong một ngày một đêm một lòng một ý tự nói: con từ vô tỷ sinh tử đến nay thiện căn của con đều đã thành tựu ở chỗ tam bảo hoặc ở chỗ khác, cho đến xuất sinh người chẳng phản người, cho đến đem một thân một nhóm đem bố thí cho tất cả, và dùng lời nói khéo léo hòa giải sâu tranh cãi, ba quy y học giới, tất cả thiện các công đức đều do sám hối mà được, đều do tùy hỷ mà được, đều do tỉnh cầu mà được.
Ngay thiền căn đó đặt yên một chỗ rồi thâu nhiếp đồng thời tập hợp tất cả, rồi đem bố thí trở lại cho tất cả chúng sinh. Tại vĩnh viễn bố thí lại không có lòng đoạt lấy, giải thoát chẳng nắm giữ. Như chư Phật Thế Tôn thấy biết tất chẳng thể nghĩ lường, trí tuệ của Phật không chướng ngại, không nhiễm ô. Tất cả thiện các công đức như vậy, chư Phật đem bố thí trở lại cho tất cả chúng sinh mà chẳng trụ tướng tâm, chẳng xả tướng tâm. Con cùng như vậy, thiện các công đức đều đem bố thí trở lại cho tất cả chúng sinh. Con nguyện cho tất cả chúng sinh đều được tẩy báu, phá hư không sinh ra cho báu, làm mãn nguyện của chúng sinh, giàu có vô tận, phước đức vô tận, pháp diệu pháp vô tận, từ tài vô tận, bốn biện tài vô tận, vì được vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì được trí nhất thiết trí, nên con hay bố thí cho tất cả chúng sinh thiện căn công đức. Từ thiện căn này lại đạt được vô lượng tất cả thiện căn, rồi con thâu nhiếp hết thảy đem hồi hướng về vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhờ thiện căn này, con cùng với chúng sinh đạt đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, được trí nhất thiết trí. Như Đại Bồ Tát thuở xưa tu hành đạo Bồ Đề, đều đem thiện các công đức hồi hướng đến nhất thiết chủng trí. Con cũng như vậy, thiện các công đức cũng đều hồi hướng về vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhờ thiện căn này, con cùng với chúng sinh cùng lúc đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì đạt được trí nhất thiết trí nên giống như thiện căn công đức của Đại Bồ Tát ở vị lai, cũng nên hồi hướng cùng tất cả với tất cả chúng sinh đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Con cũng như vậy, thiện căn công đức sẵn có của con cũng đem hồi hướng. Như đã nói rõ ở trên, giống như thiện căn công đức của các Đại Bồ Tát hiện tại hồi hướng và đạt vô thượng chánh đẳng chánh giác, cùng với tất cả chúng sinh đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Con cũng như vậy, thiện căn công đức sẵn có của con cũng cùng với chúng sinh đó, như đã nói rõ ở trên. Như các đức Phật khác ngồi dưới cây Bồ Đề nơi đạo tràng, không ô nhiễm thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn, trụ ở pháp tạng vô tận Đà La Ni, thủ Lăng Nghiêm Tam Muội phá ba ma ba tuần, về do lượng bên chúng nên thấy biết, nên giác ngộ, nên thông đạt tất cả như vậy, chỉ trong một sát na đều so rõ hết. Rồi vào giữa đêm các ngài chứng được đạo cam lộ, được pháp cam lộ. Con cũng như vậy, cùng với tất cả chúng sinh có chung thiện căn. Nhờ thiện căn này nên đều được thành được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều được trí nhất thiết trí, giống như Đức Phật Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thắng Quang, Đức Phật Diệu Quang, Đức Phật A Xúc, Đức Phật Công Đức Thiện Quang, Đức Phật Sư Tử Quang Minh, Đức Phật Bách Quang Minh, Đức Phật Võng Quang Minh, Đức Phật Bảo Tướng, Đức Phật Bảo Viêm, Đức Phật Viêm Quang Minh, Đức Phật Viêm Thịnh Quang Minh, Đức Phật An Các Thượng Vương, Đức Phật Vi Diệu Thân, Đức Phật Diệu Trang Nghiêm, Đức Phật Pháp Tràng, Đức Phật Thượng Thắng Thân, Đức Phật Biến Khả Ái Sắc, Đức Phật Quang Minh Biến Chiếu, Đức Phật Phạm Tịnh Vương, Đức Phật Thượng Tôn. Như vậy các đức Như Lai ứng cúng chánh biến tri trong đời quá khứ vị lai hiện tại đều thể hiện ứng hóa chân đắc vô thượng chánh đại chánh giác, giờ vô thượng pháp luân khi muốn độ thoát, để an lạc đến cho tất cả chúng sinh. Đã nói rõ như trên, con cũng vậy, cùng với chúng sinh đạt được vô thượng chánh đại chánh giác, chuyển đại pháp luân. Nói rõ như trên, thì nam thì nữ nào được nghe phẩm diệt nghiệp chướng của kinh Kim Cang Minh, vô của các kinh này, thì các vị nên thọ trì độc tụng, nhớ nghĩ chẳng quên. Những người khác giờ nói rộng ra thì sẽ được vô lượng vô số công đức rộng lớn. Bây giờ tất cả chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới cùng một lúc đều được thành tựu thân người, được thân người rồi đạt được đạo duyên giác, thì nam thiện nữ nào trọn đời cũng kính lễ bái cũng như bốn loại phẩm vật đã cúng dường. Đối với từng vị duyên giác đều dùng bảy báu nhiều như núi Tu Di đã cúng dường. Sau đó từng vị duyên giác đều bàn niết bàn. Những người ấy lại dựng tháp bằng bảy báu. Những gì là bảy báu? Là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, mã não, sa cừ, ngọc bao, xanh vàng. Những tháp ấy cao rộng 12 do tuần, lại dùng những hoa hương, cờ phướng và lòng báu, tất cả đều dùng để cúng dường. Này thì nam, ý ông thế nào? Thì nam thì nữ đó được phước nhiều không? Rất nhiều. Từ Đức Thế Tôn, Đức Phật nói, này thì nam, phẩm diệt nghiệp chướng của kinh Kim Cang Minh vừa trong tất cả các kinh điển vi diệu này, ông phải thọ trì độc tụng, nhớ nghĩ chẳng quên. Vì các giải nói rộng ra thì công đức thiện căn như đã nói trước, đối với sự chưa nhắm công đức sau này, trăm phần chẳng bằng một, dù trăm ngàn vạn ức phần tính toán ví dụ cũng chẳng thể biết được. Vì sao? Vì thiện nam thiện nữ đó trụ ở trong chánh hạnh, kính tịnh tấn chánh giác Thế Tôn, nơi các cõi Phật khắp mười phương chuyển pháp luân vô thượng, để khiến cho Như Lai hoan hỷ khen ngợi. Này thiện nam, như lời ta nói, trong tất cả sự bố thí thì pháp thí là hơn hết. Vậy nên này thì nam, nhờ chùa Tam Bảo mà thiết lễ cúng dường,
chẳng thể sánh được, thọ trì tâm quy và các giới cấm chẳng thể sánh được, tam bảo chẳng rỗng không chẳng thể sánh được, đối với tam bảo trong ba đời của tất cả thế giới mà thỉnh cầu được thế lâu dài chẳng thể so sánh được, tất cả thế giới ở trong ba đời trong vô lượng kiếp kính tịnh Như Lai nói chẳng chánh pháp sâu xa chẳng thể so sánh được, tất cả chúng sinh của tất cả thế giới tùy sức lực tùy khả năng tùy tấm lòng mà ở trong ba thừa khuyên phát tâm bồ đề chẳng thể sánh được, đối với chúng sinh của tất cả thế giới trong ba đời đều khiến cho họ không trở ngại mau chóng được thành tựu công đức đủ đầy chẳng thể sánh được, khuyên bảo chúng sinh của tất cả thế giới trong ba đời khiến cho họ không ngăn ngại nơi đạo tam bồ đề chẳng thể sánh được, khuyên bảo chúng sinh của tất cả thế giới trong ba đời khiến cho họ ra khỏi bốn đường ác chẳng thể sánh được, khuyên bảo chúng sinh của tất cả thế giới trong ba đời khiến cho họ diệt hết các nghiệp ác sâu nặng chẳng thể sánh được, tất cả khổ não mà khuyên bảo người khuyên bảo khiến cho họ được giải thoát chẳng thể so sánh được, tất cả sợ hãi khốn khổ bức bách mà khuyên bảo khiến cho họ được giải thoát chẳng thể sánh được, ở trước chư Phật ba đời đem thiện căn công đức của tất cả chúng sinh mà khuyên bảo khiến cho họ đều tùy hỷ tự phát nguyện nơi đạo bồ đề trong ba đời chẳng thể sánh được, diệt trừ hạnh ác mắng giết đường nghiệp ác và tất cả thiện căn công đức đều nguyện thu giữ đời đời kiếp kiếp đều thỉnh cầu cung kính cúng dường tất cả ngôi tam bảo, thỉnh cầu khắp nơi đều thanh tịnh phước hạnh thành tựu viên mãn đạo bồ đề, đạo tam bồ đề, thỉnh cầu viên mãn sáu pháp ba la mật, thỉnh cầu chư pháp luân vô thượng, thỉnh cầu trụ vô lượng kiếp, nói vô lượng pháp vi diệu sâu xa chẳng thể so sánh được. Lúc đó trời đã thích nữ thần sông Hằng, vô lượng phạm vương và tứ thiên vương đứng dậy được sửa áo bày vai phải, quỳ gối phải xuống đất chắp tay đảnh lễ bạch và Thế Tôn, tất cả chúng con được nghe vua của các kinh là kinh Kim Cương bên này nên sẽ thọ trì đọc tụng từ các giả nói rộng rãi sẽ đứng vào pháp này mà trụ, vì sao bạch Thế Tôn? Vì chúng con muốn cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì theo nghĩa này có chư số tướng để thực hành chánh pháp. Lúc đó phạm vương và đời đế thích đều phân tập đến chỗ nghe pháp, dù vô số hoa mạng đà la tung lên trên đức Phật, đất của thanh thiên đại thế giới đều chấn động lớn, tất cả trống trời và các âm nhạc chẳng thổi mà tự kêu lớn và phóng ra ánh sáng màu vàng rồng đầy khắp thế giới, phát ra tiếng nói kinh điển vi diệu kim quang minh này đem ân đức từ bi đến khắp nơi vô lượng ích, làm tăng trưởng vô số thiện căn của các bồ tát, diệt trừ các nghiệp chướng. Đức Phật nói đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Vì sao này Thiện Nam? Vì ta nhớ thuở xưa cách đây hàng trăm ngàn a tăng kỳ kiếp, có đức bảo vương đại viêm chiếu Như Lai ân cung chánh biến tri xuất hiện và trụ ở đời, xuất hiện ở đời và trụ thế ở thế giới trong 680 ức kiếp. Lần vân tập chúng hội đầu tiên của đức Như Lai có trăm ngàn vạn ức ức chúng đều đã chứng quả a la hán, các lậu đã hết đủ sáu thần thông tự tại vô ngại. Là vân tập chúng hội thứ hai có 90.000 vạn ức ức chúng đã chứng quả A-la-hán, các lậu đều hết, ba bên sáu thông đều được tự tại. Là vân tập chúng hội thứ ba có 98.000 vạn ức chúng đều đã chứng quả A-la-hán, ba bên sáu thông tự tại vô ngại. Lúc đó Đức Như Lai bảo vương đại viêm chiếu vì muốn độ thoát đem lại an lạc cho tất cả trời người, phạm vương sa môn bà la môn và các nhân dân đã xuất hiện ở đời. Này Tỳ Nam, bây giờ ta làm thân nữ tên là Phước Bảo Quang Minh, là vân tập chúng hội thứ ba, chỗ ngồi của ta gần chỗ Đức Thế Tôn, ta đã thọ trì đọc tụng kinh Kim Cương bên này vì người khác và nói rộng rãi về chân đất vô thượng chánh đẳng chánh giác, vậy nên Đức Thế Tôn ấy đã tạo ký cho ta thiếu nữ Phước Bảo Quang Minh này ở đời vị lai sẽ được thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng cung chánh biến tri minh hạnh tốt thiện thể tới giảng giải vô thượng sĩ được ngự trụ phu tới nhân sư Phật Thế Tôn. Sau khi xả bỏ thân nữ từ đó đến nay, ta luôn vượt hạng bốn đường ác, xin nâng cõi trời quả người, tạo nhận niềm vui tự diệu, 84.000 lần làm chuyển luân thánh dương. Đến hôm nay, được thành Phật, nhân xuân gian lộ khắp cả thế giới. Lúc này hội chúng mới thấy Đức Như Lai bảo dương, đại diêm chiếu, chuyển pháp luân vô thượng, nói pháp vi diệu về phương đông cách cỡ tế bàn này. Trong ngàn hàng hạ xa số cõi Phật có thế giới tên là Bảo Trang Nghiêm, hiện nay Đức Phật kia chưa nhập Niết Bàn và đang giải nói pháp vi diệu hóa độ khắp tất cả chúng sinh. Lại nơi đó có thiện nam thiện nữ nghe danh hiệu của Đức Như Lai Bảo Vương Đại Viêm Chiếu này thì được không thoái chuyển ở địa Bồ Tát cho đến Bát Niết Bàn. Đó có người nữ nghe danh hiệu của Đức Như Lai Bảo Vương Đại Viêm Chiếu từ lúc sắp lâm chung được Đức Thế Tôn đi đến chỗ người ấy, được thấy Đức Phật rồi ấy chẳng bao giờ thọ thân nữ. Này thiện nam, kinh điển vi diệu kim quang minh này
và vô số lợi ích làm tăng trưởng vô số căn lành của các Bồ Tát. Dư trừ các nghiệp dữ, này Thiện Nam, nó có tỳ kheo này ư bà tắc ư bà di, ở khắp nơi vì người khác nhận nói kinh điển vi diệu kim quang minh này, thì ở tại đất nước của họ đều được bốn loại thiện căn công đức, những gì là bốn: một, quốc vương không có các bệnh tật phiền não và các tai nạn; hai, tuổi thọ lâu dài không có chướng ngại; ba, không có những oán thù với chúng hùng mạnh không ai có thể thắng nổi; bốn, an ổn vui vẻ, diệu pháp thường hưng thịnh. Vì sao vị vua của người như vậy thì Đế Thích Phạn Vương, Tứ Thiên Vương, chúng giả xoa thường đến ủng hộ. Này Thiện Nam, có biết như vậy không? Tất cả vô lượng Đế Thích Phạn Vương, Tứ Thiên Vương và chúng giả xoa đều đồng thanh đáp: Bạch Thế Tôn, đúng vậy, đúng vậy. Ở cõi nước nào có dạng nói kinh này thì quốc vương các nước đó được chúng con và bốn thiên vương tự đến ủng hộ, cùng gần gũi với các vua ấy. Nếu có tất cả tai nạn chướng ngại oán thù cho chúng con và bốn thiên vương đều có thể trừ sạch hết. Nếu có bệnh tật phiền não nhưng đều chẳng vừa ý, chúng con đều khiến cho trừ khỏi, tăng trưởng tuổi thọ. Đối với pháp các tường, đối với pháp ái kính thì chúng con có thể khiến cho họ khởi tâm hoan hỷ. Chúng con cũng có thể làm cho bên chúng của những vua ấy đều hùng mạnh. Đức Phật nói: Hay thay, hay thay, này Thiện Nam, đúng như lời ông nói, các ông hãy như lời ta dạy mà tu hành. Vì sao? Với các quốc vương này thì đúng như pháp tu hành, tất cả nhân dân đều theo vua tu tập. Nhân dân nào có thể theo đúng như pháp để tu hành thì các ông đều nhờ đó mà được sắc lực an lạc, cung điện sáng đẹp, quyến thuộc cường thịnh. Cái Đế Thích Phạn Vương bạch: Đúng vậy, Bạch Thế Tôn. Đức Phật nói: Ở đất nước này khắp nơi đều giảng nói kinh điển di diệu kim quang minh, thì các đại thần thể tướng của các cõi nước mong nhờ bốn ân. Những gì là bốn? Một, tương thân hòa kính, thương yêu tôn trọng, nhẫn nhịn lẫn nhau. Hai, thường được sự kính trọng của đức vua, cũng được sự cung kính ủng hộ của sa môn, bà la môn, các cõi nước lớn nhỏ. Ba, khinh tài trọng pháp, chẳng cầu thắng lợi, thanh danh lan truyền khắp nơi, mọi người đều khen ngợi ngưỡng mộ. Bốn, tuổi thọ lâu dài, an ổn vui vẻ, đó là bốn tứ ân đức. Cõi nước nào tiêu nói kinh này thì sa môn, bà la môn được bốn công đức. Những gì là bốn? Một, đầy đủ y phục, thực phẩm, giường nằm, thuốc men. Hai, đều được an tâm ngồi thiền đọc tụng. Ba, đứng vào núi rừng được ở yên vui. Bốn, đứng vào tâm đã được thỏa mãn như ý. Đó gọi là bốn công đức. Cõi nước nào giảng nói kinh này thì tất cả nhân dân đều được giàu có, an vui, không có các dịch bệnh, các thương buôn bán, đổi chát, thu hoạch được nhiều của báu, đầy đủ bốn phước. Đó gọi là đủ loại công đức lợi ích. Lúc đó, Đế Thích Phạn Vương, Bốn Thiên Vương và đại chúng trong chúng hội này bạch Đức Phật: Bà Thế Tôn, như vậy ý nghĩa kinh điển này rất sâu xa. Nếu đời hiện tại có Đức Như Lai 37 phẩm trợ đạo thì pháp vẫn trụ thế, chưa diệt. Nhưng nếu kinh điển này diệt thì chánh pháp cũng diệt. Đức Phật nói: Này Thiện Nam, đúng vậy. Thể chất của kinh Kim Quang Minh này, một câu, một bài kệ, một phẩm, một bộ, nếu một lòng nghe chân chánh, một lòng chỉnh giữ chân chánh, một lòng suy nghĩ chân chánh, một lòng đọc tụng chân chánh, một lòng người khác giảng nói rộng truyền thì được an vui mãi mãi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô kinh Kim Quang Minh. Kinh Kim Quang Minh hợp bộ quyển 2.